Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Chào mừng tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư quay trở lại với kênh YouTube nhà đất Phạm Thọ. Thì hôm nay đến với khu đô thị Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em Thọ có một cặp nền cực kỳ đẹp trong khu đô thị Cát Tường Phú Hưng muốn giới thiệu với tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Thì cái cặp nền này thì được em Thọ đánh dấu bằng cái mũi tên màu vàng ở trên màn hình anh chị nhá. Cặp nền này thì có diện tích là ngang 10m, chiều sâu là 17,5m anh chị ạ. Cặp nền này thì nó nằm ở khu vực block C anh chị nhá, và nó nằm ở hướng Bắc trong khu đô thị Cát Tường Phú Hưng. Vị trí này thì mình được xây dựng tự do anh chị nhá. Đây, vị trí này là xây dựng tự do và đất đã có sổ hồng sẵn rồi. Anh chị mua là tiến hành đặt cọc và đi sang tên công chứng tại phòng công chứng thôi. Và lô đất này thì hiện tại đang được anh chị chủ đất đang rao bán mức giá khá là rẻ anh chị ạ, là 1 tỷ 7 cho cái cặp nền này anh chị nhá. Rất là đẹp luôn. Xung quanh cái lô đất này thì nhà dân đã vào xây dựng khá là nhiều rồi anh chị nhá. Và nó cũng tiếp theo đó là nó khá là nhiều tiện ích ở trong cái khu đô thị này. Anh chị có thể để ý là nếu như về đây nhà mình xây một căn biệt thự mini khoảng ngang 10m, xây biệt thự quá đẹp luôn anh chị ạ. Xong buổi sáng buổi tối mình ra công viên đây mình tập thể dục, mình hóng gió thì quá là lý tưởng luôn anh chị nhá. Và cái cặp nền này thì nó nằm trên trục đường này là đường 12m anh chị này. Đường 12m thì lòng đường 6m anh chị nhá. Và vỉa hè là mỗi bên là 3m. Và như anh chị nếu mà theo dõi kênh YouTube của em Thọ nhiều ấy, thì em Thọ chủ yếu bán đất trong khu Cát Tường Phú Hưng, thì anh chị có thể thấy là hiện tại lượng nhà dân về xây trong Cát Tường Phú Hưng là tương đối đều anh chị nhá. Đấy, hầu như là để một cái khu đô thị lớn như vậy mà lượng dân về, người ta về đều như vậy là thực sự là dự án phải đẹp và dự án kiểu mẫu. Và tính tới thời điểm hiện tại anh chị nhá, là hầu hết ai cũng nói khu đô thị Cát Tường Phú Hưng là dự án là gọi là khu đô thị kiểu mẫu của tỉnh Bình Phước đây anh chị. Kể cả những người dân ở khu vực Trơn Thành, Đồng Phú hoặc kể cả ở Bình Dương, Sài Gòn, người ta lên người ta cũng nhận xét như vậy anh chị nhá. Tại vì tiện ích trong này thì nó đầy đủ hết anh chị này. Từ tiện ích sống, tiện ích nội khu ấy là công viên này, chợ đêm này, công viên nhạc nước này, quảng trường này, là nó đều đầy đủ hết. Thứ hai là cảnh quan đô thị thì anh chị thấy nó rất là chỉn chu anh chị nhá. Hầu như là tháng nào cũng có đội cắt tỉa cây cảnh và dọn vệ sinh cho khu đô thị hàng ngày anh chị ạ. Nên là khu đô thị này nhìn lúc nào nó cũng mới. Và nếu anh chị đầu tư đấy chị thì anh chị có thể nhìn xem là đây là cái tốc độ phát triển công nghiệp đến khu công nghiệp Đồng Xoài 3. Có một cái nhà xưởng lớn ở mặt tiền đường tuyến tránh quốc lộ 14 đang xây anh chị này. Đấy, xưởng này cũng khá là lớn, người ta nhà máy thì người ta sẽ xây tường trước anh chị nhá, chứ người ta không xây bên trong rồi người ta vây tường sau giống như nhà dân mình đâu, mà người ta sẽ xây tường trước. Và bên này cũng nhà xưởng, người ta xây tường xong người ta xây bên trong anh chị này, rất là lớn. Cho nên là với mức giá mà 175 mét vuông mà bây giờ giá khoảng 1 tỷ 7 đấy anh chị, thì tầm khoảng gần 10 triệu một mét vuông. Giá này em thấy là giá khá là hợp lý anh chị nhá. Đất trong này thì nếu anh chị mua trong này để anh chị đi làm ấy, nếu anh chị là chuyên gia bên các khu công nghiệp giống như Bắc Đồng Phú ở dưới này anh chị này, đây là nhà máy bên khu công nghiệp Bắc Đồng Phú ấy. Dưới này thì có hai khu lớn là Bắc Đồng Phú A và Bắc Đồng Phú B anh chị nhá. Đấy, khu dưới này khoảng 500 hectare là vận hành tối đa rồi, thì anh chị về di chuyển về khu Cát Tường Phú Hưng ấy để anh chị sinh sống thì nó rơi vào khoảng là chưa tới một cây số đâu anh chị nhá. Còn các cháu nhà mình đi học đấy chị, thì đây là trường học thì nằm ngay đây đấy chị, ngay quỹ đất cao su này, đằng sau quỹ đất cao su này là sẽ có trường mầm non cấp 1, cấp 2 xã Tiến Hưng anh chị nhá. Còn cái quỹ đất cao su này là ủy ban xã, là trường cấp 3 xã Tiến Hưng là đã được vào quy hoạch rồi, và ủy ban cũng ở phía ngoài này luôn đấy. Cho nên là từ vị trí này anh chị di chuyển đến các khu công nghiệp ấy, thì nó rất là gần. Cho nên là cái khu này hiện tại đang thu hút một lượng rất là lớn chuyên gia đấy anh chị. Bên các khu công nghiệp người ta về người ta thuê những căn nhà mặt tiền này anh chị này, người ta sinh sống. Hoặc là những cái căn phía trong mà nếu mà có cho thuê ấy, người ta cũng thuê anh chị nhá. Đấy, trong Cát Tường Phú Hưng bây giờ nhà không có thuê luôn anh chị ạ. Đấy, cực kỳ đẹp và cực kỳ tiện nghi luôn. Từ vị trí này anh chị đi ra chợ, đi ra Bách Hóa Xanh thì rơi khoảng 500m thôi anh chị nhá. Tiện ích không thiếu thứ gì. Mà đất thì hạ tầng rất là đẹp, pháp lý thì minh bạch rõ ràng anh chị nhá. Pháp lý là sổ hồng sẵn, anh chị mua là tiến hành đặt cọc và sang tên công chứng tại phòng công chứng thôi. Đấy. Và cái cặp nền này thì em Thọ xin lưu ý như vậy anh chị này, nếu anh chị mua cặp nền này về anh chị xây dựng tự do ấy,
và không hoàn công ấy thì anh chị xây thoải mái được anh chị nhá. Còn nếu mà xây mà để hoàn công ấy thì hai lô thường như vậy là không hoàn công được đâu anh chị nhá. Đây là cái quy định trong đất trong khu dự án 1/500 ấy, thì em Thọ sẽ báo luôn cho anh chị để cho anh chị nắm được. Đối với đất 1/500 thì mình không hợp thửa được anh chị nhá. Đối với những cái lô góc mà ngày xưa là lô góc lớn giống kiểu vậy anh chị này mà được cắt ra thành hai lô nhỏ ấy thì sẽ hợp được. Còn những cái lô mà hai lô liền kề như vậy thì anh chị cứ xây thoải mái, nhưng mà nếu mà xây để hoàn công ấy là phải xây hai công trình anh chị nhá. Này lưu ý cho anh chị để cho anh chị nắm. Tại có một số anh chị thì mua xong rồi đến khi xây dựng ấy người ta bắt xây hai công trình thì thắc mắc, thì em Thọ qua video này thì em Thọ sẽ thông báo với anh chị luôn để cho anh chị có thể nắm bắt. Đấy, hiện tại là nhà dân về xây cực kỳ nhiều anh chị này. Thì em Thọ xin tổng kết cái lô đất ngày hôm nay em giới thiệu với anh chị ấy là lô đất có diện tích ngang 10m, chiều sâu là 17,5m anh chị nhé. Tổng diện tích là 175m2. Và cái cặp nền này thì đã có sổ hồng sẵn rồi, anh chị mua sẽ tiến hành đặt cọc và sang tên công chứng thôi. Và nếu mua cặp nền này thì em Thọ thấy sẽ phù hợp cho anh chị mua để về xây căn nhà lớn hoặc căn biệt thự mini ấy, thì để ở là cực kỳ tuyệt vời luôn. Còn nếu mà kinh doanh thì cái đường này sau này nếu dân cư đông thì cũng kinh doanh được, vì em thấy đường này cũng là cái đường nối dài. Còn về đầu tư ấy thì em Thọ thấy là dự án nó giá đang rẻ anh chị ạ. Đất nằm đất thành phố luôn, từ vị trí này lên trung tâm thành phố chỉ có 1,7 cây số thôi anh chị này, nằm dựa vùng trung tâm của 5 khu công nghiệp lớn mà giá chưa tới 10 triệu mét vuông đấy chị, thì đang đầu tư rất là tốt đấy. Và tiện ích thì hiện hữu xung quanh đều có sẵn hết anh chị nhá. Lô đất xây dựng tự do nằm trên trục đường 12m và giá bán là 1 tỷ 700 triệu. Thì anh chị khách hàng nào đang xem video này của em Thọ mà có duyên đầu tư lô đất này thì cứ gọi về cho em Thọ qua số điện thoại em có để trên màn hình là 0983023974, thì em sẽ gửi đầy đủ thông tin giấy tờ của cái cặp nền này cho anh chị tham khảo luôn, cũng như là cung cấp thông tin để cho anh chị tham khảo và hỗ trợ anh chị đi xem đất. Và em Thọ xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã xem video này của em. Nếu anh chị thấy video của em Thọ hay và bổ ích thì hãy cho em Thọ một lượt like và một lượt đăng ký kênh anh chị nhé. Và em Thọ xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã xem video này của em. Chúc anh chị và gia đình sức khỏe và thịnh vượng, đầu tư tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video tiếp theo ạ.